Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tại vì Chúa kêu gọi chúng ta đến sự đó. Tôi đang ở giữa những người rất thánh khiết, amen. Và những người được mua bởi huyết của Chúa Giêsu. Amen yếu quá. Amen là phải mạnh mẽ lên. Điều đó chứng tỏ mình công bố cho mình. Anh em là người thành công. Amen. Anh em là người thánh khiết. Amen. Anh em là người được chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa cái điều đó. Anh em mình có nhớ cái câu gọi là tiếng Anh gọi là slogan của nhà hội Tiên Tri TV Giêsu không? Có nhớ không? Tôi nhắc lại cho anh chị em nghe nha. Thay đổi bản thân. Thay đổi đất nước. Và thay đổi thế giới. Và thay đổi bản thân, thay đổi đất nước và thay đổi thế giới. Cái câu đó rất hay. Và ngày hôm nay thì Chúa đã sử dụng nhà hội của Tiên Tri DBUC làm đúng điều đó. Cho nên chúng ta có thể học tập từ cái khải tượng này, nhưng mà mỗi người thì những đức tin khác nhau, và chúng ta có thể hạ thấp nó xuống một chút. Tôi lấy ví dụ, thay đổi bản thân, thay đổi gia đình và thay đổi sớm lại, đúng không? Thấp thoát. Hoặc là cao hơn tí, thay đổi bản thân, thay đổi thành phố và thay đổi đất nước. Tất cả chúng ta đều hướng tới cái sự thay đổi. Nếu chúng ta không có sự thay đổi thì chúng ta không làm được cái gì cả. Mọi sự bắt đầu từ chúng ta. Cho nên rất lâu rồi tôi có đọc một cái một quyển sách. Và quyển sách đã nói là sự phấn hưng bắt đầu từ chính chúng ta. Nhiều khi chúng ta đi tìm kiếm sự thay đổi ở đâu đó, chúng ta kỳ vọng sự thay đổi ở đâu đó, mà không hiểu rằng sự thay đổi thực sự nó khởi nguồn từ chính chúng ta. Chúng ta sống trong gia đình, chúng ta muốn một cái bầu không khí êm ấm, mà chúng ta hay muốn rằng vợ mình thay đổi với chồng mình thay đổi ra cho ta muốn mình thay đổi. Phải không ạ? Chúng ta muốn một bầu không khí êm ấm mà mình cứ nghĩ là nguyên nhân là người khác chứ không phải mình. Nhưng mà nhiều khi nhìn lại là 90% là do mình, còn lại có 10% do người khác. Cho nên chị em, tất cả sự thay đổi đều bắt đầu từ chúng ta. Bởi vậy cho nên hôm nay tôi có lời Chúa cho anh chị em. Ở trong sách Galati đoạn 6 câu 15 à, ta sẽ đi từ tốn và chúng ta sẽ thấy được điều Chúa muốn. Điều Chúa muốn cho chúng ta là gì? Tôi xin đọc câu kinh thánh này. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Phải không em? Đây là điều mà Chúa nói, cũng là điều mà Chúa mong đợi, Chúa kỳ vọng ở mỗi một anh em mình ngồi đây. Câu kinh thánh đó nó có nghĩa gì? Và hôm nay chúng ta phải cậy ơn Chúa để hiểu cho thật sự hiểu trở nên người mới là làm sao. Phải hiểu điều đó. Có thể anh chị em sẽ nói rằng à, trở nên người mới hiểu đơn giản là trước tôi hút thuốc giờ không hút thuốc, trước uống rượu giờ không uống rượu, cũng mới đấy chứ, đúng không? Mới chứ. Tao đảm bảo là anh về anh Hải anh gặp đồ anh cười là anh thấy đắc chí đó, chắc chắn là anh nói đúng rồi. Trước cãi lòng đánh vợ, bây giờ không cãi nhau không đánh vợ nữa, mới đấy chứ. Và dĩ nhiên rồi, điều đó không ai phủ nhận nó là mới. Nhưng anh chị em có chú ý một điều không? Những người theo các tôn giáo khác họ cũng mới, có phải không? Những người đi theo các tôn giáo khác đang tự nhiên là như thế, tự nhiên họ vô chùa cạo chọc đầu và tu cái về họ cũng ngon lành chứ bộ, không uống rượu không uống thuốc, cũng đâu có đánh đập chửi bới gì nữa, họ cũng nói đấy. Như vậy thì mình có nhập cái sự là người mới đó với cái người mới mà Chúa nói lại là một được không? Đó là câu hỏi mà chúng ta cần phải hiểu hôm nay. Chúng ta hiểu sâu hơn một chút cái người mới theo kiểu của Chúa nó như thế nào, và cái người mới theo kiểu tôn giáo thì nó như thế nào.
và chúng ta sẽ có được những cái bài học cho chính bản thân mình. Amen. Và chúng ta sẽ đáp ứng được cái kỳ vọng của Chúa. Và tôi tin rằng cái người mà mới theo kiểu của Chúa đó là cái người mới theo kiểu biến đổi cộng đồng, cái người đem lại sự phấn hưng, thay đổi cả người khác, thay đổi cả một xã hội, và thậm chí như tiên tri TV Joshua nói, người mới đó có thể thay đổi cả thế giới. Nó khác, nó có cái gì đó rất khác. Cho nên thưa anh chị em, tôi muốn nói với anh chị em hôm nay về cái tiêu chuẩn của cái người mới theo kiểu của Chúa. Và cái người mới theo kiểu của Chúa đó là mới theo cái kiểu kinh nghiệm Chúa một cách căn bản. Đời sống của người ta nó có rất nhiều lĩnh vực, sức khỏe nè, tài chính nè, mối quan hệ với người khác nè, công ăn chuyện làm nè, nghề nghiệp nè, sở thích nè, đam mê nè, rất là nhiều. Và như lời chứng của bé An với lại lời chứng của Nhi, anh chị em thấy gì trong những lời chứng đó? Bé An đã kinh nghiệm được một đấng ban sức cho mình, và chắc chắn từ thời điểm đó bé An sẽ không cày sức của mình nữa, có phải không? Nhi cũng đã kinh nghiệm được một đấng chữa lành mình tức thì, và chắc chắn từ đó về sau khi có chuyện như vậy, Nhi sẽ kêu vào Chúa. Amen. Bây giờ tôi hỏi ông bà anh chị em, có phải một điều gì đó mới để đến trong lòng của Nhi và trong lòng của anh không? Amen. Tôi hy vọng tất cả anh chị em mình hiểu cái chi tiết đấy tôi muốn nói. Mới theo tiêu chuẩn của Chúa có nghĩa là mình kinh nghiệm Chúa, mình rơi chạm đến Chúa, mình bắt gặp và gặp gỡ Chúa một cách cá nhân trong đời sống mình, chứ không phải nghe ai nói, không phải lý thuyết, không phải trong đầu, mà lòng mình rơi chạm trên Ngài, mình kinh nghiệm được trên Ngài. Mình lấy một ví dụ nữa trong Kinh Thánh nha. Ví dụ về người đàn bà mắc huyết 12 năm. Anh chị em đọc chưa? Đọc câu chuyện rồi, phải không? Bà đã bỏ 12 năm để đi chữa lành bệnh của bà, tất cả các mọi thầy thuốc bác sĩ, nhưng nó không lại. Và cái ngày hôm đó bà nhìn thấy Chúa Giêsu đang đi trên đường để đến chữa lành cho một cô gái của một người nào đó, và bà đã đi theo, bà lẫn theo trong đám đông. Và trong đám đông đó người ta xô đẩy nhau, người thì đụng Chúa chỗ này, người đụng Chúa chỗ kia, nói chung một đám đông tràn lan. Nhưng mà chính buổi hôm đó bà đã len lỏi qua cả đám đông với một suy nghĩ: ta chỉ cần chạm đến trong áo của Chúa là mình đã sẽ được. Và bà len lỏi bằng mọi giá, bà len lỏi và bà chạm đến trong áo của Chúa, lập tức bệnh huyết lậu của bà lành tức thì. Một điều gì đó đã xảy ra trong đời sống của bà tại thời điểm đó, đúng không anh em? Một điều gì đó rất lạ. Nó lạ ở chỗ là có hàng trăm hàng ngàn người đụng Chúa, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn người đó không có cảm nhận như bà. Chỉ riêng bà cảm nhận được rằng ngay cái đụng vào con áo của Chúa có một luồng quyền năng đi vào trong thân thể mình và chữa lành tất cả. Chính kinh nghiệm đó cho bà biết được rằng Chúa Giêsu là đấng chữa bệnh, có phải không vậy? Đó là mới. Tôi đảm bảo rằng người đàn bà mất huyết này sẽ không còn sợ bệnh tật nữa. Người đàn bà mất huyết này sẽ không còn ái ngại vì bệnh tật của mình, không còn buồn rầu vì bệnh tật của mình, không còn sợ hãi, đau đớn, khổ sở và mất hy vọng vì bệnh tật của mình nữa. Ngay lúc bà chạm được quyền năng và kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa Giêsu, thì bà hoàn toàn trở nên một người mới. Đó là anh chị em, là mới theo kiểu của Chúa. Bây giờ mình lấy một ví dụ nữa để chúng ta hiểu điều này nha. Vì điều này nó quan trọng, rất là quan trọng để cho chúng ta nói chuyện hôm nay. Vì những sự mới này nó khiến anh chị em có tiềm năng để biến đổi cộng đồng, biến đổi gia đình, biến đổi vợ mình, chồng mình, con cái mình,
biến đổi đất nước và thế giới này. Những cái mới theo kiểu của Chúa, không phải mới theo kiểu tôn giáo, không phải mới theo cái kiểu của con người, nỗ lực của bản thân. Không, Chúa không cần mới đó. Chúa cần cái sự mới đến từ quyền năng thiên thần của Ngài. Anh chị em dở giùm tôi sách Luca đoạn 7. Tôi đọc anh chị em nghe một câu chuyện từ câu 36. Anh chị em sẽ thấy điều này. Tôi muốn hôm nay tất cả anh em mình thấy điều này. Thấy không phải bằng mắt, mà thấy bằng tâm lòng. Tôi muốn anh chị em hôm nay có sự khải thị của Chúa để thấy cái điều mâu nhiệm này ở trong lời của Đức Chúa Trời, và đời sống chúng ta không như cũ nữa. Tôi có 20 mấy năm đi với Chúa, và tôi có một kết luận là bất kỳ người nào gặp gỡ Chúa Giêsu một cách cá nhân đều trở nên con người mới. Đó là điều rất quan trọng. Tôi đọc cho em nghe nha. Có một người Pharisee mời Đức Chúa Giêsu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà Pharisee thì Ngài ngồi vào bàn. Và có một người đàn bà xấu nết ở thành đó nghe Đức Chúa Giêsu đương ngồi bàn tại nhà Pharisee, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Giêsu khóc xa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và sức dầu thơm cho. Câu 39. Người Pharisee đã mời Ngài, thấy vậy tự nghĩ rằng nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cũng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Hãy suy nghĩ nhé, điều gì đã xảy ra cho cô gái này vậy? Anh chị có bao giờ suy nghĩ cái điều gì xảy ra cho cô ấy? Rất lạ lùng. Cô ấy là một cô gái điếm, mà cô gái điếm thì chỉ có hoạt động ban đêm chứ không thể hoạt động ban ngày được. Mà cô gái điếm thì không thể đến những nơi tôn giáo được, không nên đến những cái người mà đạo mạo tu hành thánh khiết như mà người Pharisee này đâu. Cô gái điếm là đứng ngoài đường, ở trong nhà thổ. Cô gái điếm là ngủ ban ngày, hoạt động ban đêm. Nhưng mà câu chuyện này có điều gì xảy ra vậy? Anh chị hãy suy nghĩ. Một điều gì đó rất lạ, một điều gì đó mà chính người Pharisee cũng thấy làm lạ luôn, không hiểu. Ông không hiểu, ông chẳng hiểu tại sao. Anh chị hãy nhắm mắt mình và tưởng tượng cái cảnh đó đi. Chúa Giêsu đang ngồi chờ dọn bàn ăn, thì có một cô gái điếm ngồi đường chạy vào, đập bể bình ngọc đổ lên đầu Chúa, rồi bắt đầu lấy tóc lâu rồi khóc sướt mướt. Cảnh tượng này đúng là không hiểu nổi, không ai hiểu nổi. Và người Pharisee mới nghĩ thầm trong bụng: ồ, Chúa không biết là người này là cô gái điếm à? Có phải người Pharisee nhìn bề ngoài không vậy? Nhìn bề ngoài, nhìn bề ngoài thì cô gái đấy vẫn là cô gái điếm. Nhìn bề ngoài vẫn nhìn thấy những quá khứ của cô. Nhìn bề ngoài và mọi người nhìn thấy, ồ, hôm qua cô ấy vẫn đang đi với khách hàng của mình. Nhưng hôm nay thì có một điều gì đó ở trong lòng con, một điều gì đó khác rồi, một điều gì đó đã chạm đến trái tim tội lỗi của con, một điều gì đó khiến cho cô dầu bề ngoài là cô gái điếm nhưng bên trong là một thánh nhân. Anh chị em thấy không? Bên ngoài là một cô gái điếm nhưng bên trong là một thánh nhân. Đó là sự biến đổi kiểu của Chúa. Anh chị em, đó là người mới kiểu của Chúa. Tại sao? Và có bao giờ anh chị em đọc câu chuyện này và hỏi tại sao? Và Kinh Thánh trả lời là cô đã được gặp gỡ Chúa Giêsu và nhận được sự tha thứ cho mình. Có đúng không chị? Cô đã gặp gỡ Chúa Giêsu, cô đã từng được Ngài giảng cho, từng được Ngài nói cho, và cô đã biết mình là một tội nhân, và cô đã ăn năn trước mặt Chúa, và Chúa đã tha thứ hết tất cả tội lỗi của cô. Cô đã kinh nghiệm được điều đó. Cô đã kinh nghiệm điều đó chỉ mình cô với Chúa. Cô đã kinh nghiệm điều đó ở đâu đó chỉ mình cô với Chúa, và không một người Pharisee nào nhìn thấy.
không một ai nhìn thấy cái điều biến chuyển trong tâm lòng. Bởi thế cho nên Chúa Giêsu đã giải thích bên dưới. Không ạ, Chúa giải thích sao? Chúa nói là vậy nên, câu 47 đó, vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều, xong kẻ tha ít thì yêu mến ít. Đó là lý do của sự biến đổi, và đó là cách đổi mới của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đổi mới một con người bằng cách cho con người đấy cơ hội được gặp gỡ Ngài một cách cá nhân, được kinh nghiệm Ngài một cách cá nhân. Anh chị em ạ, hãy nghe tôi nói này, chúng ta có thể cố gắng tự biến đổi mình, có. Chúng ta có thể tự nỗ lực để biến đổi mình, có. Nhưng đó không phải là sự biến đổi mà Đức Chúa Trời trong đời. Amen. Khi mình thôi tự hào về mình là khởi đầu con đường biến chuyển. Nhiều người sẽ bỏ ngực và tự hào. Tôi là dân trí thức mà. Tôi đâu có tệ như là dân ở ngoài chợ kia. Có đấy. Ôi tôi là thạc sĩ, tiến sĩ mà. Tôi đâu có phải là dân làm công nhân ở ngoài nhà máy. Tôi đẳng cấp khác. Và chính cái tự hào đó anh chị em, nó giữ mình ở cái mức độ của đạo đức con người, chứ không được với tới tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần chính quyền năng thiên thượng của Chúa chảy vào đời sống chúng ta để biến đổi chúng ta theo tiêu chuẩn của Chúa. Và để quyền năng đó bắt đầu thâm nhập, anh chị em hãy nghe tôi, chúng ta hãy thôi tự hào về mình, thôi kể về xuất thân của mình, thôi nói rằng tôi là dòng dõi quý tộc, ôi tôi là dòng dõi gia giáo, tôi là thế này, tôi thế kia. Thôi, chúng ta hãy chôn điều đó để cho quyền năng của Chúa bắt đầu biến đổi chúng ta. Đó là mới theo kiểu của Chúa anh chị em. Chúng ta hãy xem trong Philip đoạn 3 nha. Philip đoạn 3. Nói cho chúng ta điều gì đây? Philip đoạn 3 là lời tâm sự của sứ đồ Phao-lô cho hội thánh thành Philip. Tôi muốn anh chị em chú ý và lãnh hội được điều này. Để làm gì vậy? Để tôi cùng ông bạn chị em trở nên người mới theo kiểu của Chúa. Đã, người mới theo kiểu của Chúa. Người mới theo kiểu của Chúa là người có tiềm năng để biến đổi cộng đồng. Là người có tiềm năng để làm kênh dẫn cho quyền năng của Đức Chúa Trời tuôn chảy đến người khác. Điều đó rất quan trọng nha. Cực kỳ quan trọng. Nó quan trọng bậc nhất trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Vì mục tiêu của sự cứu chuộc là để đem Chúa Giêsu đến cho người khác, để giới thiệu Chúa Giêsu đến cho người khác, để bày tỏ Chúa Giêsu đến cho người khác. Nếu chúng ta không để cho Ngài tuôn chảy qua đời sống mình thì chúng ta bất lực trước kỳ vọng đó. Bất lực trong đó. Bản thân chúng ta không thể biến đổi được ai. Bản thân chúng ta không có quyền năng để cho ai. Bản thân chúng ta cũng không có tình yêu thương để có thể giúp đỡ được ai. Anh chị em ạ, đúng nghĩa đen, chúng ta trần truồng lọt khỏi lòng mẹ. Anh chị em amen với tôi điều đó. Amen. Trần truồng. Đúng như Kinh Thánh nói, tất cả chúng ta trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, không có gì cả. Và để có điều thật sự có, chúng ta phải nhận từ Đức Chúa Trời, phải nhận từ Ngài. Chúng ta phải nhận khả năng từ Ngài. Chúng ta phải nhận tình yêu từ Ngài. Chúng ta phải nhận quyền năng từ Ngài để giúp đỡ người khác. Và ở đây sứ đồ Phao-lô nói, hỡi anh em, sau hết anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em, vì ấy là có ích cho anh em.
ông khuyên chúng ta vui mừng. Rồi sau đó câu 2 thì ông đổi mất thái độ, nói hãy coi chừng loài chó. Loài chó nào đây? Quay mắt trong đó, anh em đọc thấy cái mặt văn nó làm, mà hãy coi chừng loài chó. Vừa mới khuyên vui mừng xong, hãy coi chừng loài chó, thì nó rất là khó chịu. Ý là sao nhé? Ý là sứ đồ Phao-lô rất là khó chịu với những hành vi tôn giáo ở trong đạo Chúa, với những con người mà suốt ngày vỗ ngực tự hào. Tôi là dòng dõi Israel đấy, tôi là cháu đích tôn của Abraham đấy, tôi là có râu dài, anh không có râu khác, đúng không? Tôi có râu quay nón, anh chị em thấy mấy người Da Thái râu rất là đẹp không? Họ tự hào vì cả cái tầm râu luôn. Râu này mới là râu đích tôn của Abraham, râu này mới gần Chúa. Tôi là cắt bì đúng một giây của ngày thứ ta. Họ bảo là càng cắt bì trễ là người đó càng đẳng cấp càng kém. Họ tự hào như thế, tức là họ tranh mê đúng cái ngày thứ tám mà cái giây đầu tiên đi cắt bì đích tôn của Abraham, còn trễ vài giây là đẳng cấp đi xuống. Họ tự hào vì những điều chính xác thiệt, họ tự hào vì những khả năng con người, họ tự hào vì xuất thân của mình. Và họ dạy người ta rằng muốn biết Đức Chúa Trời, muốn kinh nghiệm Đức Chúa Trời, muốn đổi mới với Đức Chúa Trời, hãy tự hào về những gì mình có trên thân thể đó. Và Phao-lô nói đó là loài chó. Nếu tôi nói cho anh chị em mà ông này nói bậy là, mà đây Phao-lô đó, những người đó là loài chó. Dạy người ta con đường địa ngục, dạy người ta con đường tôn giáo, dạy người ta con đường không biết Đức Chúa Trời là, dạy người ta con đường và lùa cả tất cả xuống hố, tất cả xuống hố. Cho nên từ xa xưa sứ đồ Phao-lô đã kịch liệt chống trả. Cái mà hôm nay chúng ta gọi là tự hào bản thân, ông kịch liệt chống trả điều đó vì nó là kẻ thù của sự nhận biết và kinh nghiệm của Chúa Trời. Một cái cá nhân chúng ta không có gì tự hào hết. Và sau cùng thì Phao-lô, sau khi nói một hồi thì Phao-lô nói rằng nếu mà những người đó trông cậy vào xác thịt được để nhận biết Chúa thì tôi đây cũng trông cậy được, thậm chí tôi còn đẳng cấp hơn những người đó. Ông kể một hồi rồi cuối cùng ông nói sao vậy? Nhưng tôi coi những sự như là cắt bì này, dòng dõi bên chân min này, râu dài nè, và áo dài nè, đạo mạo nè, học được dưới chân của thầy Gamaliel nè, tất cả những thứ đó nói bây giờ tôi coi nó là rác. Nhìn thấy không? Tôi coi nó là rác, tôi coi nó là lỗ, tôi coi nó là sự thiếu hụt trong đời sống của tôi. Và ông nói sao? Hầu cho, anh chị em đọc đi, hầu cho câu thứ 8 đó, hầu cho Đấng Christ được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin Đấng Christ mà được. Rồi cho đến nỗi câu 10, cho đến nỗi tôi được biết Ngài, biết quyền phép sống lại của Ngài và được thông công thương khó với Ngài. Anh chị thấy không? Vậy thì sao? Con đường mà để bắt đầu nhận biết Chúa một cách cá nhân là dẹp bỏ những sự tự hào bản thân, kể cả nghĩa tiêu cực và lẫn nghĩa tích cực nha anh chị. Tích cực là mình khoe khoang, còn tiêu cực là gì ạ? Mình tự ti về bản thân. Nhiều người cũng ngày hôm nay có thể nói rằng ôi tôi không phải là dòng dõi đạo gốc, cho nên chắc tôi không thể biết Chúa được. Ôi tôi là dòng dõi xuất thân từ người nông dân, cho nên chắc tôi không thể nào biết Chúa được. Không, tôi nói với anh chị em để khích lệ anh chị em, cái xuất thân chúng ta, quá khứ chúng ta, xuất phát của chúng ta không ăn nhập gì trong con đường kinh nghiệm Đức Chúa Trời hết. Không và không, hoàn toàn không. Trong lịch sử đã có những con người biến đổi thế giới mà xuất thân của họ rất là kém. Ví dụ ông Smith, ông Smith mà anh chị em hay nghe trên sách nói đó, đức tin tăng trưởng không ngừng đâu đó. Anh chị biết ông đó sao? Ông đó là thợ sửa ống nước, không biết chữ, chẳng biết chữ gì hết. Và đến ngày vợ ông dạy đọc thì ông chỉ đọc được mỗi kinh thánh thôi, báo chí đọc được. Anh chị thấy lạ hay vậy? Tôi thấy tôi cũng ước ao điều đó. Sách mở khỏi cần đọc, đọc mỗi kinh thánh.
dở Kinh Thánh ra thì đọc hiểu hết, còn báo chí sách khác đọc được thì ông biết chữ đâu. Anh em thấy nào? Và Chúa dùng ông đã làm sống lại trong chức vụ bằng 20 người chết, phấn hưng nước Anh và đem lại một cái làn gió mới trong đạo của Chúa từ thế kỷ thứ 18, 19 đến tận 20. Tiếp nối. Anh em thấy? Cho nên tôi nói trên, khi chúng ta thôi tự hào và thôi tự ti về chính mình thì đó là lúc Đức Chúa Trời bắt đầu đổi mới anh chị. Anh em nhớ câu đó nha. Khi chúng ta thôi tự hào và thôi tự ti về chính mình thì đó là lúc Đức Chúa Trời bắt đầu đổi mới chúng ta. Amen. Rất là quan trọng về điều này. Đây là cách mà sứ đồ Phaolô đã truyền cho chúng ta một kinh nghiệm. Kinh nghiệm để làm gì? Để ông biết Chúa. Ông nhận biết Chúa một cách cá nhân. Ông kinh nghiệm lời của Ngài. Ông kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách thực hữu. Tay ông rờ, mắt ông thấy, tay ông nghe. Và ông đã làm phấn hưng cả châu Âu thời bấy giờ và một phần của châu Á. Chúa đã dùng ông để đặt nền móng cho hội thánh đầu tiên. Chúa đã dùng ông để viết hầu hết tân ước. Chúa đã dùng ông để dấy lên rất nhiều hội thánh và những con người đầy quyền năng để tiếp nối những lời trang truyền của phục âm Chúa. Anh em thấy không? Khi ông thôi tự hào về mình, khi ông bắt đầu bỏ đi tất cả những kiến thức của mình, khi ông bắt đầu bỏ đi những hành vi tôn giáo của mình, thì ông bắt đầu được đổi mới. Đổi mới. Anh em hãy nhớ điều đó, ghi nhận điều đó. Dạ, ghi nhận điều đó. Tiếp theo, chúng ta thấy ở đây, khi chúng ta đã đến với Chúa bằng con người của mình, bằng những sự yếu đuối của mình, và chúng ta nói với Ngài rằng Chúa con cần Ngài, thì Chúa có một đòi hỏi khác. Ví dụ như ở trong Ê-sai chương 29 câu 13-14, anh chị em sẽ đọc thấy gì ở đây? Anh chị em sẽ đọc thấy một điều rất là kinh điển và chúng ta cần phải ghi nhớ nó. Tôi đọc anh chị em nghe và ghi nhớ lời này. Chúa phán rằng: vì dân này chỉ lấy miệng đến gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Vì cỡ đó ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân này, sự rất lạ đến nỗi sự không ngon của người không ngon sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị dâu. Chúa trách điều gì ở đây nhỉ? Là chúng ta đã tiếp cận Chúa sai cách. Sai cách. Những người này có đến gần Chúa không? Có. Khi chúng ta đã thôi tự hào, thôi tự ti cho mình, và chúng ta đến với Chúa bằng cách nào? Để Chúa được đẹp lòng, để Chúa bắt đầu có thể hành động trên chúng ta. Anh chị em, đừng đến với Chúa chỉ bằng cái nghe. Amen. Đừng đến với Chúa bằng cái nghe. Đừng bao giờ mình cầu nguyện với Chúa và khô khan trong tấm lòng. Đừng chấp nhận tình trạng đó. Đừng chấp nhận tình trạng đó. Tôi nói với anh chị em, khi anh chị em đến hội thánh nhà môn dân, khi anh chị em hát thờ phượng Ngài mà lòng anh chị em không có một rung động nào, đừng chấp nhận tình trạng đó. Hãy nói với Chúa: Chúa, con muốn đến với Ngài bằng tấm lòng của con. Anh chị em ạ, ngôn ngữ của tấm lòng là nước mắt và cảm xúc. Ngôn ngữ của tấm lòng là sự tôn kính tập trái tim. Ngôn ngữ của tấm lòng là khiến anh chị em có thể nhảy múa mà không xấu hổ. Ngôn ngữ của tấm lòng là khiến anh chị em hét lên mà không sợ phiền người khác. Anh chị em amen với tôi điều đó. Amen. Đó là ngôn ngữ của tấm lòng. Còn ngôn ngữ của môi miệng, trước khi hét nó phải nhìn quanh ai nghe, che bớt cái miệng lại. Đó là trước khi nhảy là phải nhìn xem ông mình nhảy này nó có đúng đi cô chết ca kia không, có đúng là đúng kỹ thuật không, nó có phải điệu vang, nó có đúng điệu không. Đó là ngôn ngữ của cái miệng. Khi anh em có tấm lòng, anh em sẽ cởi trần như đang viết nhảy múa, còn cái quần đùi không? Vua đấy, một vị vua còn cái quần đùi không nhảy trước Chúa? Đó là ngôn ngữ tấm lòng. Anh em à, Chúa cần điều đó.
Chúa cần trái tim chúng ta. Anh chị em có muốn biết Chúa không? Anh chị em có muốn kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân không? Hãy đến với Ngài bằng tấm lòng của con trẻ. Chắc bây giờ anh chị em mình hiểu được rằng tại sao Chúa nói nếu các ngươi không trở nên giống như một đứa trẻ thì không thấy được nước Đức Chúa Trời. Có phải không? Chúng ta cần trái tim đó. Trước mặt Chúa hãy là một đứa con nít. Trước mặt Chúa hãy thổn thức với Ngài. Trước mặt Chúa hãy giải bày với Ngài tất cả mọi điều xấu tốt, và để Chúa biến đổi chúng ta, để Chúa truyền vào trong chúng ta phẩm hạnh của Ngài, quyền năng của Ngài. Cho nên trở lại với đoạn kinh thánh trong Philip, cái vấn đề không phải là chúng ta thu thập bao nhiêu kiến thức, cái vấn đề không phải là chúng ta đã học bao nhiêu bằng cấp, cái vấn đề không phải là chúng ta đã đọc kinh thánh bao nhiêu lần, hay là chúng ta học thuộc câu này câu kia. Không, vấn đề là Đấng Christ đã chiếm được bao nhiêu phần trăm trong trái tim anh chị em. Nhận biết Chúa mà anh chị em đã nhận Chúa Giêsu vào lòng bao nhiêu? Một phần, hai phần, ba phần, hay mười phần? Chúa muốn 100%. Nói như sứ đồ Phao-lô nói: nay tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. 100%. Cho nên trong bước đường anh em mình đi, tôi cũng như ông bạn chị em đang đi, chúng ta chưa đạt được đến đích. Chúng ta đang tiến tới con số 100 đó. Có phải không chứ? Có thể tôi được 2, anh chị em được 3, rồi năm sau tôi được 4, anh chị em được 2 là chuyện bình thường. Chúng ta có thể lên, có thể xuống, nhưng tất cả chúng ta đều tiến tới con số 100. Amen. Để cho Đấng Christ thật sự chiếm hiểu hoàn toàn mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Đó gọi là con người mới trong Chúa. Amen. Amen. Đến đây anh em hiểu con người mới trong Chúa chưa? Tôi hy vọng anh em hiểu con người mới nha. Nó không chỉ là thôi hút thuốc uống rượu, không chỉ như thế. Nhiều người nói rằng là con người mới trong Chúa là thôi hút thuốc uống rượu, thôi đánh vợ, thôi cãi nhau. Chưa đủ. Không. Con người mới trong Chúa là con người kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách cá nhân, là con người rờ được đến quyền năng của Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Giống như trong Sử Ký chương 18 câu 31, anh em đọc sẽ thấy có ông vua Giô-sa-phát, ông đi đánh trận, ông bị ông vua Ahab lừa. Ông Ahab này ông cho ông vua Giô-sa-phát vô thế. Tôi đọc câu chuyện này tôi buồn cười sao. Ông Giô-sa-phát ông ngây thơ thế không biết. Đi ra trận mà ông Ahab bảo bây giờ coi cãi thành thường dân còn vua mặc áo như không. Đi ra trận mà làm kiểu này thì tên cung tên nó chịu, ông vua bắn trước đi. Đúng không? Ông Giô-sa-phát ông ngây thơ quá đi. Mà thường những người mà tin kính Chúa nó ngây thơ không vậy? Ai nói gì cũng nghe, ai lừa gì cũng lừa, cái gì cũng amen cũng gật hết trơn. Đấy mới tà giáo nó mới vào được. Ngày đó tôi đọc câu chuyện này tôi cứ cười suốt, sao ông Giô-sa-phát ra lòng vua mà sao cũng khờ cảo thế này. Nó tự nhiên lại trồng cái áo lên chi, đứng trên bên này bắt đầu bao nhiêu công tên nó chỉ ở bàn trên đọc. Rồi vua Giô-sa-phát làm sao? Kêu nha. Giô-sa-phát la lên: Đức Chúa Trời ơi, cứu tôi, bây giờ cung tên nó bắn tôi sắp chết rồi. Ông la lên khổ thiệt. Và ngay lúc đó kinh thánh chém sao anh chị em? Đức Chúa Trời đã can thiệp và cứu. Đấy là kinh nghiệm Chúa ở đâu? Trong chiến tranh. Đó là Giô-sa-phát đã kinh nghiệm Chúa là một đấng bảo vệ ông trong chiến trận. Và từ đó về sau chắc chắn rằng ông không còn sợ làm tay mũi đạn. Ông sẽ dạn dĩ nơi chiến trường, ông sẽ sống pha và ông biết rằng Chúa là đấng bên vực và cứu mình. Trong cuộc sống anh chị em mình cũng vậy. Tôi mong ước rằng trong kinh doanh anh chị em phải kinh nghiệm Chúa. Trong công việc của công ty mình anh chị em phải kinh nghiệm Chúa là đấng bảo vệ và cho sự khôn ngoan để đạt được sản nghiệp. Và anh chị em còn không sợ những cái lỗi lầm của đời này.
những cái lấu cá của đời này, chứ không sợ. Đời này nó cạnh tranh theo kiểu đời này, mình cạnh tranh theo kiểu của Chúa. Và Chúa lúc nào cũng chiến thắng. Amen. 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 Tôi cũng muốn cho em kinh nghiệm Chúa trong sức khỏe của mình đó. Trước đây bệnh cái là cứu bao khỏi ung thư sắp chết. Đây. Sợ như thế. Và đủ thứ, làm bao nhiêu tiền của đọc cho bệnh viện hết. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn cho em kinh nghiệm Chúa là đấng chữa lành cho chị. Khi anh em bệnh tật, Đức Chúa Trời đến và đủ anh chị em và anh chị em được lành. Tôi cũng muốn anh em kinh nghiệm Chúa trong sức khỏe, rồi trong gia đình của mình đó, trên con cái mình, trên vợ mình, trên chồng mình, trên mẹ, trên cha của mình, là những người chúc phước trong gia đình mình như Thi Thiên 128 câu 1. Những người kính sợ Chúa thì con cái sẽ như những chồi olive vươn lên mạnh mẽ, vợ người sẽ như chùm nho thành màu ngồi xung quanh bàn và mạnh mẽ phát triển như vậy. Tôi muốn cho em kinh nghiệm một gia đình có Đức Chúa Trời làm chồng. Hãy kinh nghiệm đi. Tôi muốn cho em kinh nghiệm ở trong mối quan hệ giống như An đã làm chứng hồi nãy, rằng là Đức Chúa Trời có hứa nếu một người ăn ở đẹp lòng Ngài, Ngài khiến cho kẻ thù trở nên hòa thuận với người. Hãy kinh nghiệm đi. Đó là kinh nghiệm. Chúng ta có thể đọc thuộc lòng câu kinh thánh đó, nhưng mà kinh nghiệm câu kinh thánh đó là khác nha anh chị em. Khi anh chị em kinh nghiệm được lời Ngài là anh chị em bắt đầu mới. Mỗi ngày anh chị em bước đi mới. Mỗi buổi sáng thì lại gì? Các buổi sáng nào mà không mới đâu. Các bạn anh chị em, lời Chúa thì quá nhiều. Tại sao mình không ao ước để kinh nghiệm Chúa? Tôi rất ao ước để kinh nghiệm Chúa, vì rất nhiều lời hứa trong kinh thánh mà hiện nay tôi chưa kinh nghiệm. Tôi phải kinh nghiệm. Và tôi kích lệ anh em mình hãy kinh nghiệm. Hãy kinh nghiệm bằng cách gì ạ? Tin và thực hành nó. Nếu chúng ta chỉ tin không chưa đủ đâu, phải thực hành nó. Anh chị em hãy mạnh dạn thực hành lời của Đức Chúa Trời, giống như An làm chứng, giống như Tiên đã cầu nguyện cho Nhi, giống như An làm chứng. Trong những lúc đuối sức chuẩn bị bỏ cuộc, thấy cầu nguyện của Chúa, dựa vào lời hứa của Chúa, và mình kinh nghiệm được sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời. Nếu ngày hôm nay Đức Chúa Trời nói rằng kẻ nào tin ta đặt tay lên người bệnh được lành, 50 con người ngồi đây, cả hai đã dám thực hành lời đó chưa? Có người nói, tôi nghe nhiều lắm, nhưng mà mấy ông này cái chuyện đó chỉ ông mục sư mới đặt thôi, cho tôi chưa dám. Tại sao phải như thế? Lời Chúa đâu các chèn cái chữ mục sư vào đó. Lời Chúa nói rằng bất cứ người nào tin ta, đúng không anh chị? Anh chị em tin không? Tin. Nếu có người bệnh hãy đặt tay để họ được lành. Nếu có người quỷ ám hãy nhân danh Chúa mà được. Cho nên để kinh nghiệm được Chúa nghĩa là chúng ta phải kinh nghiệm được sự ứng nghiệm của lời Chúa trên đời sống của mình. Amen. Đó là kinh nghiệm Chúa. Đó là kinh nghiệm Chúa. Và tiếp theo, kinh nghiệm sự thâm viếng của Thánh Linh là kinh nghiệm Chúa. Ngày xưa người đàn bà xấu nết gặp gỡ Chúa, người đàn bà mất huyết gặp Chúa, Phi-e-rơ gặp Chúa trên biển. Nhưng bây giờ chúng ta đâu có gặp Chúa. Chúa ở đâu? Chúa lên trời. Chủ nhật trước học bài thăng thiên rồi, học cho giờ mà nói với Chúa chưa thăng thiên hơi căng đấy. Chúa thăng thiên rồi, và bây giờ đấng ở cùng chúng ta là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh được chép trong Giăng đoạn 16 câu 12, 14 là một đấng yên quỷ khác, là thần lễ thật sẽ đến dẫn chúng ta vào mọi lễ thật. Ngài đem mọi điều về Chúa Giêsu rao bảo cho chúng ta, Ngài bày tỏ Chúa Giêsu cho chúng ta. Cho nên tôi mới nói rằng kinh nghiệm sự thâm viếng Thánh Linh hay là gặp gỡ Thánh Linh chính là gặp gỡ Chúa. Anh em giỏi giùm tôi công bộ chương 19, công bộ sứ đồ chương 19, để chúng ta biết điều này. Và anh em mình sẽ trở thành một con người đổi mới. Đó là điều Chúa mong đợi. Chúa mong chúng ta đổi mới. Chúa mong chúng ta phải trở nên con người mới. Đây là câu chuyện sứ đồ Phao-lô đi thăm một hội thánh ở thành Ê-phê-sô. Ông đến hội thánh ông thăm, đúng không em? Giống như ngày hôm nay sứ đồ Phao-lô ghé vào hội thánh nhà hướng dẫn này, và sứ đồ Phao-lô đứng trên đây
và ông cầm mic, tôi đưa mic cho ông và câu đầu tiên ông hỏi nè nha. Câu đầu tiên ông hỏi nè, ông hỏi anh em đó. Ông hỏi nè: từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Anh em trả lời sao đây? Ai là người lãnh Thánh Linh giơ tay tôi coi nè. Ai là người lãnh được Đức Thánh Linh giơ tay tôi coi. Nói thiệt mà, mình đang hỏi có câu hỏi rất thật tình mà tại sao mình tưởng tôi đùa vậy? Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hầu hết và còn một vài cánh tay các bạn lụt nè. Ok, cảm ơn anh Giang. Một sự hợp tác rất tuyệt vời. Phong lo hỏi: từ khi anh em tin có lãnh Thánh Linh chăng? Anh chị em à, một người ghé hội thánh và điều gì đầu tiên ông quan tâm thì điều đó quan trọng không? Rất quan trọng. Ngày hôm nay có những hội thánh cả đời không hỏi một câu này. Có hội thánh cả đời chẳng bao giờ hỏi tín đồ, tín hữu ơi, nhận lãnh Thánh Linh chưa? Chẳng hỏi. Giống như hội thánh này. Và họ trả lời sao? Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Sẽ giống như hội thánh ngày hôm nay qua. Chúng tôi chưa nghe Đức Thánh Linh nào cả. Tôi chỉ nghe giảng về Chúa Giê-xu thôi. Tôi chỉ nghe về thập tự giá, ngày chết, ngày đổ máu, ngày sống lại thôi. Chứ còn chưa nghe về Đức Thánh Linh nào. Chưa nghe sao nhận, chưa nghe sao biết, chưa nghe sao có đức tin. Có đúng anh Giang? Rồi. Và tôi tin rằng sứ đồ Phao-lô bắt đầu giảng cho một bài. Và ông trích dẫn văn đoạn 16 câu 12, 14. Ông trích dẫn văn đoạn 14. Ông nói đó, Chúa Giê-xu nói đấy: ta đi là đồng thời cho các con. Nếu ta không đi thì đấng an ủi sẽ không đến. Rồi ông trích luôn văn đoạn 7 câu 35, 36, 37: hỡi kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy trở. Chúa Giê-xu nói chỉ về Đức Thánh Linh, là người tin Ngài sẽ nhận lãnh. Và sứ đồ Phao-lô đã giảng rất nhiều điều, rằng là tín hữu phải có Thánh Linh, rằng là tín hữu phải được ngập chìm trong quyền năng Thánh Linh, nào là tín hữu phải được Thánh Linh dẫn dắt, nào là tín hữu phải đầy dạy Thánh Linh. Không có Đức Thánh Linh, anh chị em sẽ như con cá lờ đờ thiếu oxy. Anh nhận thấy con cá thiếu oxy chưa? Toàn nuôi cá đâu có biết thiếu oxy đâu được. Trong khổ. Tôi nói cho em, tín hữu tin Chúa mà không đầy dạy Thánh Linh, không nhận Thánh Linh là cá thiếu oxy. Không biết mình có livestream không? Cá thiếu oxy. Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đó là điều hết sức quan trọng cho tất cả tín hữu là những người tin nhận Chúa Giê-xu. Anh chị em hãy đọc lại công vụ sứ đồ chương 1 đến chương 8 3 lần và hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đó là điều có thể khiến anh chị em kinh nghiệm Chúa Giê-xu một cách cá nhân. Amen. Và cuối cùng, sứ đồ Phao-lô giảng xong và trong câu 6, sau khi Phao-lô đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri cộng hết thảy 12 người. Anh nhận thấy chưa? Đó là dấu hiệu anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Anh chị em đã nói tiếng ngoại quốc chưa? Anh chị em nói tiếng lạ chưa? Người nào nói rồi, người nào đã kinh nghiệm được Thánh Linh giáng rồi thì đó là người đã nhận Đức Thánh Linh. Còn người nào chưa thì Phao-lô lại hỏi tiếp, phải giảng tiếp, phải cầu nguyện tiếp để cho anh em được được nha. Đây là món quà vô giá mà rất nhiều hội thánh đã bỏ qua. Rất nhiều hội thánh vì những cái tự hào tôn giáo của bản thân và nói rằng chúng ta trở nên tốt mà không cần Đức Thánh Linh. Chúng ta quá đủ tốt rồi, cần gì phải Đức Thánh Linh. Đúng, anh chị em có thể tốt, có thể trở thành những con người đạo đức theo tiêu chuẩn của con người, nhưng mà tôi nói rằng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì không thể nào làm được nếu không có Đức Thánh Linh. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô đến hội thánh và ông hỏi luôn: anh em nhận Thánh Linh chưa? Anh em hãy mở giùm tôi Ê-phi-sô đoạn 1 câu 17, 18. Rất quan trọng anh chị em ơi, rất rất quan trọng. Những lẽ thật hôm nay chúng ta cần phải đào sâu hơn, chúng ta cần phải hiểu được cái tâm trí của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta là thế nào, để chúng ta không còn sống trên bề mặt nữa
mà phải sống sâu vào trong đời sống tâm linh. Nếu chúng ta hời hợt thì chúng ta sống một đời tâm linh hời hợt, và chúng ta không cảm được, không nhận được, không rời chạm được cái sự tuyệt vời của vương quốc của chúng ta. Chúng ta cứ mãi vậy, mãi trên bề mặt, không bao giờ lặn sâu dưới đáy đại dương để biết đại dương nó đẹp thế nào. Anh em có bao giờ lặn chưa? Tôi có lần ra Nha Trang lặn rồi, đeo vô con cáo bắt đầu lặn xuống đó. San hô đẹp thôi rồi, nhưng mà tiền hơi mắc, 1.800.000 mà có 15 phút rồi. Kinh quá. Nhưng mà cũng nên lặn một lần để biết đại dương đẹp vô cùng. Nếu chúng ta chỉ đứng trên con tàu nhìn mặt biển thì nó chỉ vậy thôi, sóng nước thôi. Nhưng mà khi lặn xuống sẽ thấy được cảnh vật ở dưới, san hô màu xanh đẹp, cá bơi lội tuyệt vời. Ngày hôm nay đời sống cơ đốc của chúng ta cũng vậy. Có những anh chị em chỉ sống ở trên bề mặt của đời sống với Chúa. Ôi, mỗi tuần đi nhà thờ rồi về, giữ đạo, giữ lễ, và chúng ta mãi ở trên mặt nước. Anh chị em à, phải ngập trong Đức Thánh Linh, phải chìm trong Thánh Linh để biết được vẻ đẹp của Đấng Christ, để biết được vẻ đẹp của thiên đàng mà Chúa dành cho chúng ta, để trải nghiệm được những điều siêu nhiên, những điều diệu kỳ, những điều tuyệt vời trong đời sống cá nhân với Chúa. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho em nhé. Câu 17 tôi đọc cho em nghe: tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em. Để làm gì? Để nhận biết Ngài. Tôi không hiểu là mình nhận biết Chúa bằng cách gì ngoại trừ thần của sự khôn ngôn và tỏ ra. Tôi không hiểu rằng con người ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời cách nào đấy. Tôi nói với anh em là không có cách nào. Không có đâu. Không có tu tập kiểu gì, không có ngồi thiền hay là yoga hay là làm cái gì để biết Đức Chúa Trời được. Quên chuyện đó. Tất cả đều là sự lừa dối rẻ tiền của thế giới này. Lừa dối rẻ tiền. Nhưng chỉ có Thánh Linh của sự khôn ngoan và sự bày tỏ mới có thể cho chúng ta biết được Chúa Giêsu là ai. Câu 18: lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy và sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết được quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn diệu nào. Anh em thấy diệu kỳ không anh em? Làm sao để chúng ta nếm được Chúa nếu không nhờ Thánh Linh của Chúa? Đó là lý do tôi nói anh em, tất cả anh em đang ngồi đây, nếu chưa nhận lãnh Thánh Linh thì hãy mau chóng về nhà đọc Công vụ Sứ đồ đoạn 1 đến đoạn 8 3 lần và trở lại đây hồi thánh cầu nguyện cho anh em nhận Thánh Linh. Để làm gì? Để anh chị em bắt đầu bước vào mối quan hệ riêng tư với Chúa Giêsu. Không có Thánh Linh, chúng ta chỉ đứng trên bề mặt của con tàu. Tôi không nói là anh chị em không có sự cứu rỗi nha, đừng hiểu lầm ý tôi nha. Anh chị em vẫn đứng trên con tàu, đúng, anh chị em vẫn tái sinh vì anh chị em được tiếp nhận Chúa Giêsu. Anh chị em tin Ngài đã chết cho mình, đổ máu cho mình và tội cho em được tha. Anh chị em tin rằng Ngài đã sống lại, phục sinh và lên trời. Anh chị em đã được tái sinh, anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng anh chị em đang đứng trên bông tàu, chưa cùng với Chúa xuống dưới đại dương để khám phá vẻ đẹp của thiên đàng mà Ngài dành cho anh em. Khám phá quyền năng, tình yêu và sự mầu nhiệm của phúc âm Chúa dành cho anh em, để biết nhiều hơn về Ngài, để được biến đổi trở nên một con người mới theo tiêu chuẩn của Ngài và thay đổi thế giới này. Cảm ơn anh em. Đó là ý tưởng của truyền đạo. Hãy nhận lãnh Thánh Linh. Còn anh chị em nào đã nhận lãnh Thánh Linh rồi thì Ephesians đoạn 5 câu 18 chép rằng: hãy đầy dậy Đức Thánh Linh. Tiếp tục đây, đây, đây mọi ngày để cho chúng ta bắt đầu nhận biết Chúa. Và mỗi ngày anh chị em phải cầu nguyện như chính sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện: lạy Chúa, con cần thần của sự khôn ngoan.
con cần thân của sự bày tỏ hãy ngập tràn trên con, bày tỏ cho con biết những điều mầu nhiệm của Ngài, và Chúa sẽ đến trò chuyện với anh em, khải thị cho anh em, nói cho anh chị em, mở tai mở mắt mở lời Chúa cho anh chị em. Anh chị em sẽ đọc lời Ngài và anh chị em sẽ hiểu lời đó. Anh chị em sẽ đọc Kinh Thánh nói như anh học đã làm chứng. Nếu không có thần Chúa đồng trà, anh đọc Kinh Thánh chẳng hiểu gì. Phải không anh học? Đúng chính xác như thế. Không có Đức Thánh Linh, như bữa trước tôi đã nói anh chị em, càng đọc Kinh Thánh càng thấy mình ngu, vì chẳng hiểu gì cả. Còn có Đức Thánh Linh, càng đọc Kinh Thánh càng thấy sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cho nên chị em ơi, đây là lời cầu nguyện mà tôi rất thường cầu nguyện cho bản thân mình. Mỗi lần tôi đến với Chúa, tôi nói Chúa, con cần sự khôn ngoan của bày tỏ của Ngài, con cần thần Ngài soi ánh sáng vào con mắt của lòng con, để con thấy được tất cả mọi điều Chúa đã dành cho con, để con sống trên đất này đầy dạy đức tin, đầy dạy lòng kính sợ và tôn kính Ngài. Nếu chúng ta không thấy một cái gì là đẹp, làm sao chúng ta rạng rỡ trước điều đó nhé? Nếu chúng ta không thấy một cái gì vĩ đại thì làm sao lòng chúng ta phục phục trước điều đó nhé? Nếu chúng ta không thấy một cái gì đó đầy tình yêu thì lòng chúng ta làm sao rơi nước mắt trước tình yêu đó nhé? Anh chị em phải chạm, phải rờ nó, phải tiếp cận nó. Chúng ta không giả hình được, đúng không? Làm sao giả hình được? Bây giờ anh chị em đứng đây và tôi cầu nguyện cho anh chị em, tại sao nước mắt anh chị em rơi? Không lẽ mình giả hình này? Không, có một điều gì đó chạm đến tấm lòng chúng ta. Có một điều gì đó lúc đó đã khải thị cho chúng ta. Có một điều gì đó đang soi sáng cho chúng ta, để khiến cho lòng chúng ta biết rằng Chúa yêu mình. Phải không nhé? Để lòng chúng ta biết được rằng Chúa tử tế với mình, Chúa thành tín với mình, Chúa vĩ đại và Chúa nhân từ với mình. Và khi chúng ta biết, thật sự biết điều đó, thì nước mắt chảy ra. Nước mắt là ngôn ngữ của tình yêu. Cho nên tóm lại sứ điệp hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em là gì? Trước khi chúng ta cầu nguyện, là hãy trở nên một con người mới theo tiêu chuẩn của Chúa. Nó không chỉ là đạo đức của con người, nó không chỉ là những tiêu chuẩn đạo đức của con người, mà là tiêu chuẩn của Chúa. Có nghĩa là anh chị em phải trở nên mới sau mọi kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. Anh chị em kinh nghiệm lời Chúa ứng nghiệm trên mình, anh chị em kinh nghiệm nó thì em trở nên mới. Điều thứ hai, đó là chúng ta phải thôi tự hào hoặc tự ti về bản thân mình, để chúng ta bắt đầu con đường nhằm biết Chúa Giêsu. Các anh chị em. Điểm thứ ba, đó là chúng ta cần phải đến với Chúa bằng tấm lòng chứ không phải bằng mọi miệng. Nếu tấm lòng chúng ta không đáp ứng, hãy xin Chúa cho chúng ta điều đó, để chúng ta đến với Ngài luôn luôn từ tấm lòng của mình. Và điều này thu hút sự thâm quyến của Đức Thánh Linh. Kinh nghiệm Đức Thánh Linh chính là kinh nghiệm Chúa. Điểm cuối cùng là một câu hỏi. Từ ngày tin, anh em chị em đã nhận Đức Thánh Linh chưa? Nếu chưa, hãy đọc lại công vụ sứ đồ đoạn 1 đến đoạn 8 ba lần và cầu nguyện Chúa ban thêm Thánh Linh cho anh. Nếu có, hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Bởi vì chúng ta chỉ có thể nhận biết Chúa nhờ thần khôn ngoan, thần bày tỏ và ánh sáng của chính Ngài trên đời sống của chúng ta mà thôi. Amen nhé. Amen. Đó là tất cả những gì tôi muốn truyền đạt cho anh chị buổi sáng này. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta được đổi mới, được kinh nghiệm Ngài. Và tôi biết rằng có rất nhiều thứ cản trở chúng ta kinh nghiệm được Chúa rồi. Nhiều lắm. Tất cả những thứ đó nằm ở trong tấm lòng của chúng ta.
những tổn thương cay đắng, giận hờn, buồn khổ, lo lắng, bất an, tất cả những quyền lực đó cản chúng ta nhận Đức Chúa, chúng ta cần phải đẩy nó ra khỏi đời sống mình. Tôi muốn anh chị em hãy đồng đứng dậy cùng tôi trong thời gian này để chúng ta hướng lòng đến Ngài và căn cứ theo những lời chúng ta vừa nghe. Anh chị em hãy bắt đầu nói với Chúa rằng là Chúa, con muốn kinh nghiệm Chúa. Anh chị em hãy bắt đầu cầu nguyện với Chúa đi. Anh chị em hãy nhắm mắt hướng lòng về Ngài và hãy mở môi miệng mình và nói với Chúa là Chúa, con muốn kinh nghiệm Ngài, con muốn được đổi mới theo tiêu chuẩn của Ngài, con muốn trở nên một người mới theo tiêu chuẩn của Ngài, nghĩa là con kinh nghiệm lời Ngài. Hãy cầu nguyện đi anh chị em, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Đây là giờ cho anh chị em cầu nguyện với Chúa một cách cá nhân. Thánh Linh của Chúa đang ở đây. Đừng nhìn bên phải, đừng nhìn bên trái, đừng để tâm trí mình lang thang. Hãy nói với Chúa rằng lạy Chúa, con muốn kinh nghiệm Ngài, lạy Chúa, con muốn trở nên một con người mới theo tiêu chuẩn của Ngài. Lạy Chúa, cho con kinh nghiệm như người đàn bà Mạc Quyên, cho con kinh nghiệm như người phụ nữ Sâu Đêm, cho con kinh nghiệm như vua Giô-sa-phát, cho con kinh nghiệm như sứ đồ Phao-lô, cho con kinh nghiệm Chúa như sứ đồ Phi-rơ. Chúa, hãy để con kinh nghiệm Ngài, hãy để con kinh nghiệm Ngài, hãy để con kinh nghiệm Ngài, hãy cho con kinh nghiệm Ngài. Hãy cầu nguyện cho em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hãy nói Chúa ơi, con khao khát Ngài. Chúa, hãy đến thăm viếng mình cho con được kinh nghiệm Ngài buổi sáng này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cha yêu dấu, trong danh của Giê-xu quyền năng, con cầu nguyện để linh của con, linh của sự thông sáng, linh của sự bày tỏ đổ xuống anh em con, đổ xuống cho anh em con, đổ xuống cho anh em con, chạm đến cho anh em con, chạm đến cho anh em con, đổ đầy cho anh em con, linh không ngờ, linh của sự bày tỏ xuống cho anh em con, đổ xuống cho anh em con. Lạy Cha yêu dấu, hãy chiếu sáng lòng anh em con, chiếu sáng, chiếu sáng, chiếu sáng, hãy chiếu sáng con người đằng trong anh em con, hãy chiếu sáng giờ này, 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 để anh em con được nhận biết Ngài, nhận biết Ngài, nhận biết Ngài giờ này. Trong danh của Giê-xu quyền năng, Cha ơi, con cầu nguyện linh thông con, linh của sự bày tỏ đến cho anh em con, đến cho anh em con, đến cho anh em con. Hãy đây, hãy đây, hãy đây, hãy đây, hãy đây, hãy đây nha, đây khắp mọi nơi trong danh của Giê-xu quyền năng, để anh em con được nhận biết Ngài, để anh chị em con được nhận biết Ngài, để anh chị em con bắt đầu kinh nghiệm Ngài. Lạy Chúa, linh thông con, lạy Chúa, linh bày tỏ, lạy Chúa, ánh sáng của hải thể Ngài đến trong lòng anh em con, đến trong lòng anh em con, ngay giờ này, ngay giờ này, ngay giờ này, hãy nhận, hãy nhận, hãy nhận, trong danh của Giê-xu quyền năng. Oh, hallelujah, cảm ơn Ngài lạy Chúa, cảm ơn Ngài lạy Chúa, cảm ơn Ngài lạy Chúa. Ở đây có những anh em con chưa nhận Thánh Linh của Ngài, con cầu nguyện Chúa ơi, Ngài là đấng làm báp têm Thánh Linh cho anh chị em con, hãy nhận lãnh Thánh Linh giờ này, hãy nhận lãnh Thánh Linh giờ này, để cho họ có thể nói tiên tri, để cho họ có thể thấy sự hiện thế, để cho họ có thể nói tiếng mới, để cho họ có thể mặc lấy năng quyền. Lạy Chúa, hãy bắt tay Thánh Linh cho họ giờ này, hãy giáng xuống trên họ giờ này, giáng xuống trên họ giờ này, giáng xuống trên họ giờ này. Tất cả những anh em nào chưa nhận Thánh Linh, hãy nhận giờ này, hãy nhận giờ này, 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 trong danh của Giê-xu quyền năng. Cảm ơn Ngài, Chúa, Chúa muốn anh em con đầy dạy Thánh Linh. Chúa muốn em con đầy dạy Thánh Linh. Chúa muốn em con đầy dạy Thánh Linh. Chúa muốn em con kinh nghiệm Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống mình, trong kinh doanh, trong gia đình, trong học tập, trong sức khỏe, trong mọi mối quan hệ xã hội này, trong chức vụ, trong tất cả mọi lĩnh vực. Lạy Chúa, trong danh của Giê-xu, con cầu nguyện chúc phúc cho Thánh Ngài. Hãy kinh nghiệm đi, kinh nghiệm trong danh của Giê-xu quyền năng. Hãy được phước trong danh của Giê-xu quyền năng. Hãy được thành công trong danh của Giê-xu quyền năng. Hãy được chữa lành trong danh của Giê-xu quyền năng. Hãy được tự do trong danh của Giê-xu quyền năng. Oh, hallelujah, hallelujah. Cầu nguyện đi cha, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah. Tôi nói rồi, có những quyền lực cản trở cho em nhận biết Chúa, có những quyền lực cản trở cho em nhận biết Chúa. Dù nó là sự lo lắng, dù nó là sự không tha thứ, dù nó là sự bất an, dù nó là tội lỗi hay bất khiết, thì giờ này anh em hãy ăn năn đi, hãy ăn năn và trục xuất nó ra khỏi đời sống mình, trong danh của Giê-xu. Dù mày là kẻ nào, dù tên gọi mày là gì, tất cả những quyền lực nào cản trở hội thánh nhận biết Chúa,
gán chó như anh em đây nhầm Đức Chúa, hãy ra đi, hãy ra đi, hãy bị chọc chó đi, nhân dân Giê-xu quyền năng, hãy bị chọc chó đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, dân của Giê-xu quyền năng, linh không thành thử hãy rời đi, những linh lo lắng buồn đầu hãy rời đi, những linh bệnh tật đau yếu hãy rời đi, những linh thất bại giới hạn hãy rời đi, những linh không thiếu sự không công thông sáng hãy rời đi, những linh tối tâm ưu tối hãy rời đi, tất cả những xung đột gia đình hãy rời đi, tất cả những giới hạn trong học tập con cái nghề nghiệp hãy rời đi. Chết của Giê-xu, anh chàng hãy tống nó đi, 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 hãy tống nó ra khỏi đời sống mình, tống nó ra khỏi đời sống mình, tống nó ra khỏi đời sống mình. Anh mạnh mẽ lên, mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Tôi muốn tất cả hãy mở miệng cầu nguyện. Đứng một con người nào đứng đây mà không cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy đứng trên chân mình, hãy đứng trên đức tin của mình, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hãy nói với Chúa, nhân dân Giê-xu mà không chấp nhận mày, nhân dân Giê-xu cài đặt đi nữa. Đấng chân Giê-xu đói nghèo đi nè, đấng chân Giê-xu cản trở đi nè, đấng chân Giê-xu lo lắng đi nè, đấng chân Giê-xu bệnh tật đi nè. Hãy nói, hãy nói, hãy nói, hãy nói, hãy nói, hãy nói. Hallelujah. Hãy mở miệng cầu nguyện, hãy kêu cầu với Chúa, hãy cầu nguyện Chúa như vô thượng sáng hát cầu nguyện. Hãy kêu, hãy kêu, hãy kêu. Chúa là đấng can thiệp, 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 Chúa là đấng can thiệp. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, cầu nguyện. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! 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 Tiếp tục Chúa ơi! Anh em con là người tự do! Anh em con là người thành công! Anh em con là người thịnh vượng! Anh em con là người khỏe mạnh! Anh em con là người thấm hơn kẻ dữ! Anh em con là người công bình! Anh em con là người phải đem ánh sáng cho người khác! Anh em con là người đem bình an cho người khác! Anh em con là người chữa lành người khác! Oh! Hallelujah! 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 Cầu nguyện đi nha, cầu nguyện công bố sự đắc thắng cho mình, công bố sự đắc thắng cho mình, công bố, công bố, công bố, công bố, công bố, công bố, công bố cho mình sự đắc thắng, đắc thắng trong mọi lĩnh vực, đắc thắng bình đẳng, đắc thắng đối nhà, đắc thắng tất cả mọi thứ, để chúng ta nhận biết một kinh nghiệm nha, kinh nghiệm nha, kinh nghiệm nha. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Tất cả cầu nguyện lên trên, không một người nào đứng đây mà không cầu nguyện. Tất cả mở miệng mình ra, vì Chúa là đấng nói rằng nhà ta là nhà cầu nguyện. Chúng ta đứng bên nhà Ngài, hãy cầu nguyện với Ngài, hãy cầu nguyện với Ngài, hãy cầu nguyện với Ngài. Chúa là đấng thăm viếng nhân giờ này, 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 thăm viếng nhân giờ này. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hãy công bố sự đắc thắng cho mình. Hãy công bố sự đắc thắng cho mình. Sau khi đã trục xuất tất cả những điều, ăn năn tất cả mọi điều không đẹp lòng Ngài, hãy công bố sự đắc thắng cho mình. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Ôi, Chúa là đấng ban phước trả lời của Ngài. Chúa là đấng ban phước trả lời của Ngài. Chúa là đấng ban phước trả lời của Ngài. Đây là nhân sự của Ngài. Sa-tan, hãy lên khỏi người của ta. Hãy lên khỏi người của ta. Sa-tan, hãy lên khỏi người của ta. Tất cả mọi xiên phải ngã xuống, tất cả mọi gốc phải tháo đi. Hãy rơi khỏi ngôi của ta, hãy rơi khỏi ngôi của ta. Trong chân của Giê-xu quyền năng, mọi xiên của mày phải ngã xuống, mọi xích của mày phải ngã xuống, mọi xung đột của mày phải ngã xuống, tất cả đều ngã xuống trong chân của Giê-xu. Đây là dân sự được tự do, dân sự được tự do, dân sự thành công, dân sự đặt đầu Sa-tan, dân sự đặt đầu và làm cho những kẻ thù phải ở dưới chân. Dân sự này là dân sự đắc thắng của Đức Chúa Trời, dân sự thành công của Đức Chúa Trời, dân sự biến đổi đất nước này, dân sự làm thay đổi cộng đồng, dân sự đem phúc âm đến tận cùng trái đất. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi nói với anh chị em là không có cái xiên nào mà có thể trói anh chị được, không có cái gốc nào mà con có thể ở trên cổ anh chị em được. Tất cả phải rớt xuống trong quyền năng của Chúa Giê-xu. Không có quyền lực tội lỗi nào thắng anh chị.
em được. Nó phải phụ phục và bỏ ra khỏi đời sống anh em. Tôi nói với anh em là không có một giới hạn nào trên đời sống anh em. Anh em sẽ là người làm được việc Chúa Giêsu làm và còn làm lớn hơn nữa. Đó là lời Chúa nói. Hãy mạnh mẽ lên, hãy mạnh mẽ lên, hãy mạnh mẽ lên, hãy can đảm lên, đừng run sợ. Hallelujah. Cảm ơn Ngài là Chúa. 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 Thân của Ngài hãy đổ đầy khỏi Thánh Chúa. Hãy đầy dậy thân lên đây. Đầy dậy thân lên đây. Hãy đầy dậy thân lên đây. Ôi Chúa ơi, Ngài hãy mưa xuống cho dân sự của Ngài. Mưa xuống cho dân sự của Ngài. Mưa xuống cho dân sự của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cha ơi, chúng con cầu nguyện. Hãy để cho lòng chúng con nghe được tiếng của Đức Thánh Linh phán. Amen. Cha ơi, khi Ngài phán, hãy để con biết rằng đó là Ngài phán của chúng con. Amen. Cha ơi, hãy soi sáng con người bề trong của con. Amen. Để con nhận biết giọng nói của Ngài. Amen. Cha ơi, hãy khải thị con mắt của con. Amen. Để nhìn thấy ánh sáng của Ngài. Amen. Cha ơi, hãy đổ linh của khôn ngoan bày tỏ trên con. Amen. Để con nhận biết Ngài trong mọi lĩnh vực. Amen. Cha ơi, hãy cho con làm kênh dẫn của tình yêu. Amen. Kênh dẫn của sự bình an. Amen. Kênh dẫn của sự chữa lành. Amen. Kênh dẫn của sự phục hồi. Amen. Kênh dẫn của sự vui mừng. Amen. Đến cho tất cả những người nào gặp con. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Anh em được phước không? Bây giờ anh em hãy nghĩ về đất nước của mình trong vòng 5 phút. Chúng ta hãy cầu nguyện cho quê hương của chúng ta và xin Đức Chúa Trời can thiệp vào đất nước chúng ta. Tôi tin vào một tương lai rất sáng láng của đất nước chúng ta. Tôi tin vào một sự tể trị của Đức Chúa Trời trên đất nước chúng ta. Ngài là đấng can thiệp. Ngài là đấng đem bình an lại cho đất nước chúng ta. Ngài là đấng đem ánh sáng lại cho dân tộc chúng ta. Ngài là đấng đem sự chữa lành cho dân tộc chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện giờ này. Chúa, hãy can thiệp vào nước Việt Nam của chúng con. Hãy can thiệp vào những dân tộc trên quê hương chúng con. Hãy cứu rỗi họ bằng phúc âm quyền năng của Ngài. Cha ơi, hãy lập lên nhiều hội thánh trên quê hương này. Hãy mở ra nhiều hội thánh quyền năng trên quê hương này. Hãy sai những con gặp đến trên đất nước này. Lạy Chúa, để cho những linh hồn được nghe phúc âm của Ngài. Lạy Chúa, từ thành thị đến nông thôn, tin lên phải được rao ra. Lạy Chúa ơi, hãy dấy lên và chu cấp cho những đầy tớ của Ngài và những con ngôi đang phục vụ trên cánh đồng của Ngài. Lạy Chúa ơi, can thiệp vào đất nước. Hãy chúc phúc cho các bậc cầm quyền. Hãy ban bình an cho họ. Hãy khai sáng khôn ngoan cho họ. Và sống kính sợ và thuần phục lẽ thật của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, chúng con biết rằng đất nước con được cứu rỗi, đất nước con được phục hồi, đất nước con thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng con đồng thanh cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.